quên rồi, thực ra đấy chị không phải là ba gì mà. Làm chị cái mình nói gì cái tao bị chết ghê quá. Dặn ghê quá. Không phải loại đó. Nóng không mà Hưng? Hơi nóng à? Giảm máy lạnh xuống tí. Nóng rồi. Dạ em nó bị hư tổn nặng á.
đỡ nóng cho em. Dạ rồi. Đỡ nóng cho. Dạ rồi. Ừ. Nhanh xíu.